Hàng Châu Cách Cách là một trong những phim cổ trang kinh điển có rating cao nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Bộ phim góp phần đưa tên tuổi của Triệu Vi, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng, Tư Hữu Bằng lên hàng ngôi sao, đồng thời cũng mở ra những câu chuyện vô tiền khoáng hậu về drama giữa các diễn viên. Drama quanh Hoàng Châu Cách Cách ồn ào đến mức dù phim đã kết thúc phát sóng từ 20 năm trước, nhưng dư âm của nó vẫn kéo dài cho đến thời điểm hiện tại. Cứ bẵng đi một thời gian là truyền thông Hoa ngữ lại trộn lên tin tức về chuyện Châu Kiệt mắng Lâm Tâm Như hay nghi vấn mâu thuẫn liên quan đến Phạm Băng Băng, Triệu Vi, Lâm Tâm Như. Hoàng Châu Cách Cách, bộ phim của tuổi thơ. Hoàng Châu Cách Cách là tác phẩm được hợp tác sản xuất bởi công ty truyền bá Di Nhân và đài truyền hình Hồ Nam. Tác giả của nguyên tác tiểu thuyết là Quỳnh Giao cũng đảm nhận vai trò biên kịch cho dự án này. Cả bộ phim có 3 phần, sản xuất trong khoảng các năm 1998, 1999 và 2003. Tuy nhiên, được yêu thích và nhắc đến nhiều nhất là Hoàng Châu Cách Cách phần 1 và phần 2 do Triệu Vi, Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như, Châu Kiệt, Phạm Băng Băng đóng chính. Hoàng Châu Cách Cách kể về cuộc đời của một cô gái mồ côi tên là Tiểu Yến Tử. Cô gái này do mồ côi, từ nhỏ đi theo một gánh diễn trò mà lớn lên, lém lĩnh, tinh ranh và có chút võ nghệ. Vì tính cách hào sảng, cô kết giao với Hà Tử Vi, một thiếu nữ lên Bắc Kinh tìm cha. Sau khi dò hỏi, Tiểu Yến Tử biết được Tử Vi té ra là con gái hoàng đế Càn Long đang trị vì. Như vậy, Tử Vi chính là một Cách Cách triệu thành. Cô nhận lời giúp Tử Vi trà trộn vào một làng vi trường nơi diễn ra trò săn thú của Càn Long. Vô tình bị thương do Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ tưởng nhầm cô là một con hươu. Tiểu Yến Tử lại gây ra hiểu lầm khi Càn Long cho rằng cô là đứa con gái riêng của ông với Hà Vũ Hà, chính là mẹ ruột của Hà Tử Vi. Rắc rối thực hiện đến khi Càn Long nhận định Tiểu Yến Tử là con gái mình và vì tham luyến một chút tình thương mà Tiểu Yến Tử không nhanh chóng phủ nhận hiểu lầm, khiến cô phóng lao phải đâm theo lao, lún sâu vào tội mạo danh mà một khi bị vạch trần sẽ bị xử tội chết. Tiếp đến, Hà Tử Vi cũng theo Tiểu Yến Tử vào cung rồi làm cung nữ hầu hạ cô. Hà Tử Vi nảy sinh tình cảm với Phúc Nhĩ Khang, còn Tiểu Yến Tử cũng yêu Vĩnh Kỳ. Các nhân vật bị chìm trong mớ bồng bông là phải tìm mọi cách lấy lại thân phận con gái vua cho Hà Tử Vi. Trong quá trình này, nhiều rắc rối đã xảy đến khiến Tử Vi, Triệu Vi không ít lần suýt bị xử tội chết. Drama Lâm Tâm Như đặt điều nói xấu Châu Kiệt, dùng hình nộm ám hại Triệu Vi. Sau khi Hoàng Châu Cách Cách lên sóng, các diễn viên chính gồm Triệu Vi, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Châu Kiệt nổi lên nhanh chóng. Ai cũng được săn đón và mời gọi tham gia nhiều dự án truyền hình có đầu tư lớn. Tuy nhiên, một điều kỳ lạ là các diễn viên dần xa lánh Châu Kiệt, kể cả Lâm Tâm Như cũng tỏ rõ thái độ chán ghét cùng cực và liên tục tố Châu Kiệt xấu tính hay ức hiếp người khác. Đỉnh điểm của sự chán ghét là khi Lâm Tâm Như tham gia show thực tế, rồi tố Châu Kiệt hôn thô bạo, cưỡng hôn và thậm chí dùng lưỡi hôn khiến ngôi sao của mỹ nhân tâm kế cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chẳng cần phải nói, sau lời tố của Lâm Tâm Như, Châu Kiệt đã bị chỉ trích nặng nề. Cộng thêm việc Châu Kiệt vướng vào hàng tá drama là cố tình diễn hỏng để quay cảnh đấm vào mặt Tô Hữu Bằng, tỏ thái độ kênh kiệu với đồng nghiệp rồi say rượu làm bừa. Sự nghiệp của nam diễn viên ngày một xuống dốc nhiều thêm. Nhiều năm sau, khi cuộc sống rơi vào cảnh khó khăn, Châu Kiệt mới đăng đàn đào bới chuyện cũ về Lâm Tâm Như. Châu Kiệt nói rằng Lâm Tâm Như là kẻ thâm độc, luôn dùng chuyện để hãm hại anh. Chưa dừng lại ở đó, drama về Lâm Tâm Như và Hoàng Châu Cách Cách lại kéo dài thêm khi khán giả phát hiện ra chuyện Lâm Tâm Như lén giấu hình nộm dán tên Triệu Vi ở nhà. Trong một show truyền hình, hai MC vô tình tìm thấy trong tủ quần áo của Lâm Tâm Như có một hình nộm có in mặt của Triệu Vi. Trên thân hình nộm cầm rất nhiều kim. Nhiều người cho rằng đây là giả tâm của mỹ nhân họ Lâm khi luôn oán hận Triệu Vi. Tuy nhiên, tổ sản xuất đã lên tiếng bênh vực và giải thích rằng đó chỉ là hiệu ứng mà chương trình tạo ra. Giới truyền thông Hoa ngữ sau đó cũng mổ xẻ rằng Lâm Tâm Như vì ghen ghét Triệu Vi nên mới bày hình nộm ra hãm hại. Bởi thực tế, dù cùng đóng Hoàng Châu Cách Cách nhưng Triệu Vi lại nổi tiếng và có sức ảnh hưởng hơn Lâm Tâm Như. Qua nhiều năm hoạt động, Triệu Vi vẫn chắc danh xưng đại hoa đáng, đồng thời nhận về nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá. Phạm Băng Băng cay đắng vì mất vai vào tay Triệu Vi, Lâm Tâm Như. Mối thâm thù giữa Phạm Băng Băng với Triệu Vi, Lâm Tâm Như bị đồn thổi khá nhiều. Khi Hoàng Châu Cách Cách phát sóng và được yêu thích, có tin Phạm Băng Băng căm ghét Lâm Tâm Như, Triệu Vi ra mặt. Chẳng là ban đầu, Phạm Băng Băng được diễn viên Lưu Tuyết Hoa, gà cưng của Quỳnh Giao lúc bấy giờ, đề cử cho vai Hà Tử Vi. Đến lúc gặp mặt nhà sản xuất Hà Tú Quỳnh, Phạm Băng Băng cũng chắc suất đóng Hà Tử Vi bởi người này liên tục khen ngợi cô có tố chất. Tuy nhiên, đến khi ký hợp đồng, một cuộc thay đổi ngoạn mục đã xảy ra. Do nữ văn sĩ Quỳnh Giao đã chọn Triệu Vi đóng vai Tiểu Yến Tử, nên Phạm Băng Băng không thể nào nhận vai Hà Tử Vi. Bởi theo lời nhà sản xuất, Hoàng Châu Cách Cách là bộ phim hợp tác nên không thể có đến hai nữ diễn viên đại lục đảm nhận vai chính. Vả lại, lúc đó cả Triệu Vi lẫn Phạm Băng Băng đều là những gương mặt mới toanh, họ sợ như thế sẽ khó thuyết phục công chúng.
Cuối cùng, nhà sản xuất đề nghị Phạm Băng Băng đóng vai nàng hầu Kim Tỏa, vai Hạ Tử Vi thuộc về Lâm Tâm Như. Thấy mình không được tôn trọng, đã thông báo chính thức rồi mà bây giờ lại thay đổi. Phạm Băng Băng từ sự thích thú tham gia dự án ban đầu này lại thành thù hận. Và dĩ nhiên, truyền thông Hoa ngữ loan tin Phạm Băng Băng chán ghét Triệu Vi, Lâm Tâm Như suốt một thời gian dài. Mãi đến sau này, gần 15 năm từ khi Hoàng Châu Cách Cách ra mắt, mối quan hệ giữa Triệu Vi, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng mới tốt dần lên. Không có bạn bè hay kẻ thù nào là mãi mãi. Câu nói này hoàn toàn phù hợp cho mối quan hệ giữa các người đẹp. Thời gian gần đây, Triệu Vi, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng thường xuyên tương tác qua lại, chứ không mặt nặng mày nhẹ với nhau như lúc trước. Nói về chuyện đóng vai Kim Tỏa, Phạm Băng Băng từng chia sẻ, mãi đến hôm nay tôi cũng không hiểu quyết định đóng vai Kim Tỏa là đúng hay sai. Tuy nhiên, nếu không có vai diễn này, thì thành công của tôi sẽ không đến nhanh như vậy. Song, chính từ thành công ấy mà tôi đã phải chịu đựng biết bao thị phi khi tuổi đời còn quá trẻ. Tô Hữu Bằng dùng Lâm Tâm Như làm bình phong giới tính. Chuyện về Tô Hữu Bằng khá nhạy cảm, bởi đến thời điểm hiện tại, nam diễn viên vẫn chưa có dấu hiệu kết hôn. Thời còn đóng Hoàng Châu Cách Cách, Tô Hữu Bằng từng dính nghi vấn yêu Lâm Tâm Như. Trong một bài phỏng vấn, Tô Hữu Bằng từng nói rằng anh và Lâm Tâm Như sẽ kết hôn nếu 40 tuổi cả hai chưa có người yêu. Tuy nhiên, tất cả chỉ là lời hẹn ước, bởi vào năm 2016, Lâm Tâm Như đã tổ chức hôn lễ với Hoắc Kiến Hoa. Dù cuộc hôn nhân này vướng nhiều điều tiếng, song nó cũng như dấu chấm hết cho hy vọng của Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng sẽ đến với nhau của không ít khán giả. Có một thời gian, Tô Hữu Bằng bị đồn đại không tốt về giới tính. Người ác mồm còn bảo, Tô Hữu Bằng chỉ muốn dùng Lâm Tâm Như làm bình phong nhằm che giấu sự thật về giới tính của mình. Nói về chuyện mãi không chịu lấy vợ hay công khai yêu cô gái nào, Tô Hữu Bằng chia sẻ. Cũng may, người nhà không dục giả nên tôi cũng không có áp lực. Hôn nhân tùy thuộc duyên phận. Nếu một nửa không xuất hiện, tôi cũng không miễn cưỡng. Nhất là khi đã ở tuổi này, nhìn thấy nhiều người xung quanh khổ sở vì cưới xin, tôi nhận ra hôn nhân không mơ mộng, hoàn mỹ như mình mơ tưởng khi còn là chàng trai 18. Hơn nữa, tôi cũng không quá khao khát có con. Hai người ở bên nhau và cảm thấy vui vẻ là đủ rồi. Vai diễn Ngũ A Ca đình đám trong phim truyền hình Hoàng Châu Cách Cách ban đầu cũng không phải được giao cho Tô Hữu Bằng. Một MC tên Trang Trang đã tham gia cuộc tuyển chọn diễn viên của Hoàng Châu Cách Cách và may mắn đi đến vòng cuối cùng. Tuy nhiên, đến lúc hay tin phải cạo đầu để đóng Ngũ A Ca, nam MC này từ chối vai diễn. Thời điểm đó, Trang Trang vẫn là MC chưa được nhiều người biết tới. Anh chàng cảm thấy phải phấn đấu nhiều hơn cho công việc. Nếu cạo đầu thì rất khó đảm nhận những công việc khác. Vì quá chú ý đến hình ảnh nên nam MC bỏ lỡ cơ hội đổi đời. Tiếp đến, Tô Hữu Bằng mới là người thay Trang Trang đóng Ngũ A Ca. Về sau, Hoàng Châu Cách Cách nổi đình nổi đám, Tô Hữu Bằng cùng các bạn diễn Triệu Vi, Phạm Băng Băng, Lâm Tâm Như, Châu Kiệt cũng một bước thành sao. Hoàng Châu Cách Cách lên sóng tập đầu tiên vào năm 1997. Sau thành công của phần đầu tiên, Quỳnh Giao và ekip sản xuất mới làm tiếp Hoàng Châu Cách Cách 2 vào năm 1998. Đến năm 2003, Hoàng Châu Cách Cách 3 lên sóng với dàn diễn viên mới hoàn toàn. Lâm Tâm Như, Triệu Vi, Tô Hữu Bằng không còn tham gia nữa. Thay vào đó là những cái tên như Huỳnh Dịch, Tần Lam, Cổ Cừ Cơ, Mã Y Lợi. Khác với hình tượng nữ sĩ Quỳnh Giao xây dựng trong Hoàng Châu Cách Cách, Ngũ A Ca thực chất là một người tài hoa xuất chúng, song đoản mệnh. Ngũ A Ca có tướng mạo thư sinh, hiền lành, không thích tranh đấu. Nhưng điều khiến Càn Long hài lòng ở Vĩnh Kỳ nhất trong số các người con của ông chính là tài năng và sự hiếu thuận. Chỉ tiếc rằng Vĩnh Kỳ qua đời từ khá sớm, cái chết của ông là một trong những điều làm cho Càn Long day dứt nhất.